Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã vinh dự được nhận nhiệm vụ thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích K9, Đá Trông. Với ý nghĩa đặc biệt của công trình, nhiều hội thảo khoa học về giải pháp chiếu sáng cho công trình đã được tổ chức. Hội thảo đã hội tụ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về kiến trúc và chiếu sáng. Yêu cầu đặt ra, giải pháp chiếu sáng công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi đáp ứng các tiêu chí. Chiếu sáng êm dịu, hài hòa, tạo ra không gian linh thiêng, mang tính thiền. Nên ánh sáng chung tương đối đều, chiếu lướt xuống các đối tượng chính. Điểm nhấn tập trung chiếu phần trên tượng Bác Hồ bằng đồng, tạo ra ấn tượng một vị thánh. Nên cờ đỏ sao vàng không quá sáng, nhằm thể hiện nổi bật bức tượng, cùng rất nhiều các tiêu chí về không gian, độ sáng, yêu cầu sản phẩm, cũng như khả năng vận hành, điều khiển, đáp ứng các yêu cầu công năng sử dụng và thân thiện với môi trường. Giải pháp đưa ra là sử dụng nguồn sáng LED có hiệu suất cao, tuổi thọ cao, dễ dàng điều khiển và thân thiện với môi trường. Đối với chiếu sáng khu vực bên ngoài, mục tiêu trang trí đặt ra yêu cầu phải làm nổi bật hình khối kiến trúc của nhà tưởng niệm, nhà bia trong sự hài hòa với rừng cây cổ thụ của khu vực xung quanh. Đối với chiếu sáng hành lang và khu dưới mái tầng 2 của nhà tưởng niệm được sử dụng với LED thanh dài 1,2 m treo khuất dưới mái. Chiếu sáng bia đá trong nhà bia sử dụng hai đèn rọi có thông số như trong nhà tưởng niệm đã bố trí thiết kế, sao cho không nhìn thấy bóng phản xạ của nguồn sáng trên mặt bia đá được đánh bóng. Riêng chiếu sáng không gian bên trong nhà tưởng niệm được sử dụng 6 bộ đèn LED đặc biệt được thiết kế hình hoa sen, biểu tượng gắn liền với làng sen quê Bác. Đây là sản phẩm đặc biệt được bộ môn đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D Rạng Đông trực tiếp nghiên cứu và thiết kế. Đèn LED hoa sen sử dụng công nghệ chiếu sáng cạnh, vừa tạo nên chất lượng ánh sáng cao, vừa mang tính nghệ thuật hài hòa với không gian tưởng niệm. Có lẽ đây là một cái công trình mà được sử dụng công nghệ hiện đại và mới nhất hiện nay Việt Nam, mà do chính người Việt Nam chúng ta làm. Đây là một cái điều mà chúng tôi, bản thân những người làm chiếu sáng, chúng tôi rất là mừng. Đối với ngành chiếu sáng ấy, thì để có một công trình chiếu sáng đạt được yêu cầu thì nó phải đạt được mấy cái yêu cầu như thế này. Thứ nhất là đạt được những chỉ tiêu định lượng và chất lượng phục vụ cho đúng tính chất của công năng của công trình. Cái thứ hai là nâng được cái tâm sinh lý của cái con người khi mà đến được hưởng mạn trong cái điều kiện môi trường ánh sáng như thế này. Thì có thể đây là một cái công trình mà chúng tôi cho là đánh giá ban đầu bằng cái số liệu cụ thể thì có thể đánh giá là đây nó đã đạt những cái yêu cầu đấy. Mặc dù ở đây mà chúng ta có thể thấy là cái hình ảnh của Bác Hồ ở đây, nhìn qua cái ánh sáng này chúng ta thấy là Bác thể hiện một con người rất là trong trẻo, nhưng mà đồng thời hết sức là giản dị, bình dị. Chứ không phải là đây là một nơi thờ cúng, có thể Bác chúng ta gọi là thánh. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đến đây rất gần trong cái điều kiện môi trường ánh sáng này.